Hello anh em, nay sinh nhật xin tay nha. Ủa em tưởng em tới giờ này là em được ăn rồi chứ kỳ vậy. À, nay sinh nhật yeah. Nay sinh nhật em mà đi trễ vậy. Vậy em đúng giờ, 7 tuổi trễ đâu. Hả? 7 tuổi đúng giờ. Sinh nhật không mời á hả? Sinh nhật không mời á hả? Không, anh em mình đã mời bạn bè. Chúc Phương chào Vi đâu? Sắp nghỉ chơi tới đây rồi. Sao mày chơi nơi rồi? Chúc Phương chào Vi. Sinh nhật em á, 5 giờ chiều, 10 giờ nó tới. Nó chưa tới luôn. Anh em à, nay là sinh nhật của Trúc Phương, nó mời tụi mình 7:30 mà bây giờ là mấy giờ rồi? 7:40. 7. Ở đâu? 8:10. Mà nó nhắn là nó đang còn ở nhà nữa thì không biết bao giờ nó mới tới sinh nhật của nó mà nó dậy đó anh em ạ. À. Trong khi người ta ở dưới Cần Thơ, người ta đi lên là giờ người ta đã có mặt. Mà anh em canh cho đúng giờ lên tới đây là giờ đủ. Mình kêu trước mình ăn trước. Ai lên đây giờ đủ 7:30 là em bị lạc đường. Em đi bút trên kia. Phải, bây giờ mình kêu trước ăn trước no xong nó lên là mình về mẹ đi. Hồi nãy là tới đây rồi biết sao không? Nè là anh hả? Kêu món đi cu. Mình kêu món mình giúp trước. Em tới ngay đây rồi xong cái thấy thì điện máy. Đây có cái món lạ lắm nè anh em. Ủa đã gì cho thì điện. Chân gà quái thú. Quái thú. Chân gà quái thú chắc là chân gà này là chắc. Bự bự và bé à. Xù gà. Bây giờ là mấy giờ? 8 giờ mấy rồi? Chà Vi bây giờ mới đến. Nhưng mà ủa, Trúc Phương chủ tiệc chưa tới mà em tới rồi. Mình đúng, mày đúng. Mình phải có ý thức đi chứ. Ủa bắt cuộc á, chừng nào chủ tiệc tới thì tới chứ. 8 giờ 29 phút là 8 giờ rưỡi rồi. Nó rồi 7 giờ rưỡi đó ha. Đồ. Xin chào mọi người, em là chủ tiệc. À, hôm nay sinh nhật của em, happy birthday hệ để vui vui. Ủa không hát hả? Không vui. Thôi, rất tiếng. Ăn thêm, ấp thêm miếng muối này vô rồi rồi quăng lại đi. Ơi xin lỗi. Hả? Được rồi. Cảm ơn nha. À, ô tưởng hộp mic. Tưởng cái hộp mic cơ. Vàng. Ui. Ui vàng. Ui. Ủa đi nhận đi vàng. Vàng nha. Để là mình phải ở dưới thơm mình kiếm chồng lẻ lẻ mới được có sinh nhật không đi có này lấy chồng có nào nữa. Thì nó tuyên bố nhật khi nào mày cưới chồng nó đi 50 triệu mà. Cây vàng. Trả chụp mẹ luôn. Ờ, cái trước xong rồi cái cái chơi một cây vàng lận ngon vậy chứ sao vậy là bây giờ hả ai ơi mọi người ai ở Cần Thơ á nhớ liên hệ em là đám cưới nha mọi người chúc chị Vi nó đi một cây vàng đám cưới xong là mình chia tay cũng được đó mọi người mình ra hợp đồng chia đôi ra đứa nửa cây sao mày trả đủ tiền tiền cái gì sao mày trả đủ tiền tiền tại đám cưới sương sương thôi chị Vi đi là được rồi cây vàng bây giờ bao nhiêu tiền sáu mấy 70 mấy triệu ai vàng quá si chi là 70 á mày làm sướng sướng thì cũng phải thêm làm rồi này kia đúng không ai mình có thiệt tới cái tình đồ ăn ra luôn tao đói phải không ôi tiền calamari luôn anh chị tự gọi luôn em tụi mình tự mình tự nhậu ấy tự ăn tự uống rồi tự đi về đấy đúng rồi chủ tiền ăn cấp mì cho ăn thôi ăn đây bạn đưa này Phương hả à, nói chung là nói chứ tiền tạc tiền tàn thì nó tới nói chứ Phương thì nói chung là công chủ tiền hôm nay mình tôn trọng nó tí nói chung Phương đi trễ được cái rồi, hello anh em ơi rồi cuối cùng thì nãy giờ chờ miết thì bây giờ Trúc Phương nó cũng đã tới rồi Phương ok quá tuyệt vời Phương cầm cái bánh kem sao mà đỡ được anh em mình ngồi rồi anh em mình cùng với Trúc Phương đi hả ship anh em mình cùng với Trúc Phương cái cùng với Trúc Phương cái đi Vi dạ cùng với Trúc Phương dạ đi mà sao cầm bánh kem vậy vậy chúc bạn năm mới ha Quỳnh các bạn tuổi mới đi đúng giờ hơn đúng giờ là không đi trễ hơn chứ bất ngờ quá này nói chung là sẽ được cái sinh nhật năm sau lát rồi có gì bây giờ em đi thì đang sau là em ra chỗ là em mua chút cái đồng hồ nó biết coi giờ với ta cái chưa có đồng hồ á cái chưa đồng hồ đúng không nó đang gửi cho tụi mình đó nghĩ đó là phải đeo đồng hồ treo tường treo lên cổ đó thì phải mua cái đồng hồ càng bự thì tốt chợ Bến Thành rồi cái chợ lớn mua con này cái luôn hả con này cái luôn hả ê cái nhỏ hơn coi đây đồng hồ đeo treo tường cái này đồng hồ cái đeo tay thôi đồng hồ bên 10 rồi đó ừ à Trúc Phương uống bia nha nó phía sau Trúc Phương có bia đằng anh em wow đẹp quá tuyệt vời cổ này
đi. Trong Phương nãy giờ đứng qua nó không hỏi rồi. Nên ba người mình có đồng hồ cái này đúng giờ với Trang nha. Cái dòng cái đồng hồ nó khác liền anh nhớ. Chứ không có đồng hồ à. Vậy phải sắm đồng hồ rồi. Đồng hồ đúng giờ vậy là phải đọc sắm đồng hồ à. Sinh nhật nó anh tặng cái đồng hồ mà nó không biết ý hết á. Anh có ý rồi á. Hèn gì. Sinh nhật ta thì đâu có đồng hồ đâu. Tại vì ta lúc đâu có đồng hồ rồi. Mẹ anh cùng Phương đi nhìn ngứa hết cả mắt. Sinh nhật ta làm gì nó có đồng hồ thì em biết tao có rồi nhưng nó có tặng. Vậy là lát ngồi nó đi chỗ Thành mua cho nó cái đồng hồ đem tường. Phải mua thôi. Cái gì nó nói đi chứ nãy tao chửi quá trời chửi. Ôi trẻ thì hả cô? Anh hồi trước là mời con 7:30 á cô. Gặp cô rồi đúng không? Gặp cô rồi. Mời 7:30 á cô. Mà tụi con cũng quen rồi. Không biết là tiếng con sao cho nên đây. Thôi. Chú Phương đang nhắc khéo để mình sinh nhật năm sau là phải tặng chú Phương cái đồng hồ. Mà đồng hồ là không phải đồng hồ đeo tay, tặng cái đồng hồ treo tường ở đây dung ngực gì đó. Biết xài đồng hồ gì ta. Cái gì gốc bi đầy dưới vậy của ai hả? Của tôi. Ôi vậy hả? Trời hốt hồn. Ai cho uống không à? Mấy cái ly này ly không hả? Dạ. Con uống bi không cô? Trời ơi. Đỡ nào ơi. Hổ phụ sinh hổ tử mà. Trời ơi. Răng mập bơ tỏi bé bé rồi hả? Uống không không có. Thôi em ơi, kiểu răng mập bơ tỏi không được xương được. Nhắc mắt cho Dương cho vui thôi. Dương. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday chúc Phương. Happy birthday chúc Phương. Chúc mừng sinh nhật chúc. Không, ta nói là không được thổi nến. Tội nghiệp, đi trễ. Cho Phương. Cho nha. Nhưng mà mừng sinh nhật cho Phương. Mừng ngày sinh nhật cho Phương. Mừng ngày sinh nhật. Gió thổi hồ thì sao? Ước đại đi, ước đại đi. Đâu rồi? Ước đi. Ờ được rồi. Ủa, rồi. Okay. Ước nhanh vậy? Chắc chắn là ước nhiều tiền rồi. Nhiều tiền ước nhanh lắm. Rồi cô. Dạ rồi. Rồi. Đây là phụ mẫu của Phương nha. Rồi. Trời nói cái kiểu gì vậy? Vô coi. Mày nói cho mày. Mày á, cái ly mày hành già đó. Để nó dặn uống từ từ thôi. Mình đợi bây giờ mọi người ơi, hôm nay là ngày 4 tháng 3 là ngày sinh nhật của em á. Mà Facebook của em không có ai chúc hết trơn á. Cái liền ước của em ở dưới đây là mọi người. Cái gì mọi người chúc sinh nhật em nha. Mọi người ơi, còn nữa nha. Nếu như mà mọi người không có chơi Facebook gì á, gì có gia đình hay là sợ vợ gì á, mọi người nhắn tin Zalo nha. Zalo của em, có Zalo của em ở đây nè. Luôn. Không dính không mà. Số tài khoản của Phương là 0441007838386 Vietcombank. Khi nào mà mọi người hợp cho từ chút Phương thì anh đó là số tài khoản của em. Số tài khoản của em ghi ở bên này nè nha mọi người. Bên này nè. Thôi mọi người thấy không? Đây nè. Đúng. Không bình thường nhưng mà giờ này em uống không nổi nữa. Thì không biết nữa, có thể là do em làm mệt hay sao á. Nhưng mà em cảm giác là từ lúc mà anh Vĩnh giới thiệu, ồ tao có con đệ nè uống dữ lắm. Là kể từ đó là thế, đừng giới thiệu mà ha. Má còn tao có con đệ này ha mà nó uống yếu lắm mày ơi. Thì tao vô tao còn giết nó được ha. Tao con dễ uống dữ lắm. Má vô người ta giết mình. Ê ê ảo rồi đó. Mấy lần. Ê ê
vậy con? Em ôi mà uống, nhưng mà mỗi cái lúc đó nhưng mà nói chung là em không có sai, nhưng mà em không uống nổi nữa. Có tiền cũng tới bị đứt đâu biết. Ừ. Anh thường là lúc nào bạn nhỏ nào ngã xuống cái đá cho mà vô là chôm lắm. lúc nào cũng gục ngã mà vô là vô chú ngon rồi nè, chú ngồi là ngồi dòm. Thì xin lỗi đi, kết bia ở ông 50 đi, có tiếng nói đâu. Ừ. Mình uống có một lon mình đâu dám nói ai đâu. Ừ, sao mà mình đi cà phê mà nhớ. Rồi, đó mày gì? Wow. Uống nổi nữa. Hãy nhớ đến những thằng cô nó còn đau khổ hơn so với là đã uống bia là. À, kết clip thì hôm nay là sinh nhật em. Em cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đã nhắn tin chúc mừng sinh nhật em. Cảm ơn nhiều lắm. Đó. Tại vì chú Phương chưa chết thôi chứ bộ. Đợi nữa chú Phương chết chú Phương nói cho mọi người biết nha. Chứ cũng nhiều người nhắn tin chú Phương chứ bộ. Tao like. Tao like chứ bộ. Nhưng mà cảm ơn mọi người nhiều. Cảm ơn mọi người vì cảm ơn mọi người vì đã chúc mừng sinh nhật của em. Rồi hết rồi. Cảm ơn mọi người nhiều. Đó là chú Phương đút mọi người thôi. Để chú Phương đút cho anh Vĩnh đút không ai ăn đâu. Để chú Phương rồi. Đây đã. Mũ của anh Vĩnh rồi. Đã lâu đã không, đã không làm được. Còn hay mắc mơ lờ nha. Trời ơi. Chúc mọi người ăn bánh chim ngon miệng. Mắc mơ hồi đây chứ có nào rồi, thay mặt mọi người mình đớp cái bánh kem mình thay mọi người nha. Bye bye. Bye. Sinh nhật sau khi sinh nhật uống xong thì mọi người dân dã hơn là đi uống cà phê. Nay chỗ cái này là ngã tư dân chủ. Dân chủ à? Dân xe dân chủ à? À đây là dòng xe dân chủ 3/2 nha mọi người nha. Đây. Đây, hồi nãy nhậu ở trên kia kìa. Đó hồi nãy nhậu ở trên đó đó, thằng vô đó lên trên đó. Đó bây giờ là tụi mình ngồi nói chuyện tâm sự chém gió cho lâu lâu là. Nên là xin tay lâu lâu mới lên Sài Gòn nè, đó, xin tay lâu lâu mới lên Sài Gòn. Đó, lâu lâu anh em mới gặp nhau cho nên là ngồi chém gió chút xíu rồi nghỉ nha anh em nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết clip của hôm nay của tụi mình nha.